Theo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, các clip xấu độc trên YouTube đã trở lại với mức độ phạm vi mở rộng cần xử lý. Thông tin vừa nêu được ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử đưa ra tại buổi làm việc chấn chỉnh hoạt động đưa thông tin và quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hôm 25 tháng 6. Theo Cục Phát thanh và Truyền hình, hiện bộ lọc của YouTube hoạt động vẫn còn kẽ hở, sự phối hợp của chính phủ và YouTube còn thụ động v.v., dẫn đến việc video clip xấu độc phát tán ngày càng nhiều. Tuy nhiên, tại buổi làm việc, Bộ Thông tin và Truyền thông lẫn Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử lại không đưa ra chi tiết cụ thể thế nào là video clip xấu độc, thế nào là video clip vi phạm pháp luật Việt Nam. Trao đổi với Đài Cho Tự Do hôm 25 tháng 6 về vấn đề này từ Nha Trang, nhà báo Võ Văn Tạo nhận định. Thực ra thì theo dõi những cái clip ở trên mạng ấy, thì tôi thấy là nó có những cái clip đàng hoàng, đứng ngắn, tốt, nhưng mà cũng có những cái clip nó không tốt. Thế thì cái phát biểu của cái ông cục phó đó, Bộ Thông tin Truyền thông đấy, thì tôi biết là chủ yếu là họ hướng tới những clip mà nó có tính chất chính trị của những người mà phê phán hoặc là có cái gì đó nó có bất đồng chính kiến với nhà nước Cộng sản Việt Nam. Chủ yếu là quan tâm cái đó. Ngoài ra thì họ cũng còn quan tâm đến cả những cái clip mà nó ảnh hưởng đến thần thông mỹ tục hoặc là nó liên quan đến những cái vấn đề tệ nạn xã hội, thì tất cả họ đều cho là xấu độc hại. Nhưng mà tôi biết rằng đấy là trong con mắt của nhà nước Việt Nam, chứ còn ở các nước khác thì người ta quan niệm chuyện tự chính trị là chuyện tự do, quan điểm chính trị là chuyện tự do. Nhưng mà ở Việt Nam thì không quan niệm như thế, cho nên là họ yêu cầu là cái cơ quan quản lý hãng, cụ thể là những cái hãng mà làm chủ của những cái trang mạng đó có tải clip đó, đặc biệt là chỗ YouTube ấy, là phải gỡ bỏ. Nhưng mà theo như báo cáo của các nhà chức trách Việt Nam thì cái tỷ lệ gỡ bỏ nó không được bao nhiêu, và họ cho rằng là cái việc mà gỡ bỏ đó nó cũng như là bắt cóc bỏ đĩa, gỡ được thì trang này thì lại xuất hiện ở trang khác, cũng vẫn nội dung như thế. Tính đến thời điểm hiện tại, theo Bộ Thông tin và Truyền thông, quá trình cơ quan này tự đo kiểm và phối hợp cùng số liệu từ Google, công ty mẹ của YouTube, đã phát hiện 55.000 video có nội dung bị cho là bạo lực, xấu độc và vi phạm pháp luật phát tán tin giả. Chỉ trong năm 2018, đã gỡ bỏ 8.000 video có những nội dung xấu độc. Tuy nhiên, theo cơ quan này, do cơ chế quản lý nội dung trên YouTube còn nhiều bất cập, nên việc gỡ bỏ này chỉ như bắt cóc bỏ đĩa. Nhà báo Ngô Nhật Đăng hôm 25 tháng 6 nhận định. Tiêu chuẩn là cái tính là xấu và độc hại, chúng ta tạm gọi trong ngay ngay, tức là nói xấu đảng, nhà nước, lãnh đạo thì gọi là độc hại. Thì đó, chúng ta cũng hiểu cái độc hại là nhìn theo cái phía truyền thông của nhà nước. Khi mà có thì chúng ta cần phải yêu cầu, thì vậy cái độc hại là cái gì, họ cần phải có một cái định nghĩa chính xác. Nhưng mà tôi nghĩ là mang tính độc hại thì lại gây sự hài hước cho xã hội thôi. Như là dân gian vẫn nói là cái đít chả nó đen rồi, bôi làm sao, bôi cái gì nó không thể đen hơn được nữa. Hồi đầu năm 2019, Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam cũng cáo buộc Facebook vi phạm pháp luật Việt Nam vì không đáp ứng tốt việc bóc gỡ các fanpage có những hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. Trong khi đó, theo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, thời gian qua, tuy Google đã ngăn chặn gỡ bỏ nhiều video clip xấu độc trên YouTube theo yêu cầu của Cục, nhưng vẫn còn nhiều video xấu độc loại khác xuất hiện trên YouTube, như những sai phạm được cho là do các nhà sáng tạo nội dung của Việt Nam. Theo cơ quan này, những nội dung sai chủ yếu là gợi dục, kích động bạo lực, giang hồ mạng, cố vũ cờ bạc, ma túy, sử dụng nhạc và hình vi phạm bản quyền, v.v. Anh Lã Việt Dũng sống tại Hà Nội, người có nhiều video phản biện trên mạng xã hội, hôm 25 tháng 6 đưa ra ý kiến của mình. Cái việc mà họ bảo là họ chấn chỉnh quảng cáo ấy, thì cái việc gọi là nội dung độc hại ấy, thì họ rất là trừu tượng. Mà rõ ràng là cái mà họ đang nhắm tới là những cái thông tin mà lề trái, những thông tin phản biện xã hội mà mọi người đang đưa lên trên đấy, chứ không có gì gọi là độc hại cả. Mình thì mình không nghĩ rằng là Google hay là Facebook họ sẽ hợp tác với như ý chính phủ Việt Nam họ muốn. Mà tất nhiên là Google và Facebook thì họ vẫn phải có chức năng là kiểm duyệt nhất định về mặt nội dung thông tin,
nó không đả kích người khác, nó không có tình dục trẻ em, nó không có một số cái nó vi phạm cái tiêu chuẩn cộng đồng của họ. Chứ còn mình không nghĩ rằng là Google hay Facebook họ sẽ hợp tác với những người Việt Nam để làm những cái việc gọi là chặn những cái thông tin trái chiều cả. Theo nhà báo Võ Văn Tạo, lâu nay, đặc biệt là những tháng gần đây, cộng đồng mạng lên tiếng rất nhiều, đặc biệt là những người có tài khoản mạng xã hội bị phá hoại, bị chặn, bị treo. Ông nói tiếp. Thế thì bản thân tôi cũng bị đấy này. Yeah. Thế thì riêng cái Facebook thì họ có cái tiêu chuẩn cộng đồng, thì họ có nêu ra một số trường hợp, ví dụ của như thế nào là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Nhưng mà thực tế thì tôi bản thân tôi cũng đã mấy lần bị phạt, mà tôi thấy nó xả chúng chặt về đâu với tức là mình không hề có vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Biết chắc chắn 1.000 phần 1.000 ấy, là cái đội ngũ mà dư luận viên rồi thì an ninh mạng của bên công an ấy, có hàng chục nghìn người ta làm như thế, thuê bỏ tiền ra thuê đội quân khổng lồ để phá hoại như thế. Cái đó chính là phá hoại cái tự do thông tin ở trên mạng đấy. Theo số liệu từ Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Google đo kiểm, cứ 10 đồng kiếm được nhờ video sai phạm, độc hại trên YouTube, thì 5,8 đồng đến từ các video có nguồn gốc Việt Nam. Hiện Việt Nam đang đứng đầu thế giới về kiếm tiền từ video YouTube mà bộ này cho là xấu độc. Cũng trong buổi gặp ngày 25 tháng 6, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết đã phát hiện khoảng 100 nhãn hàng trong nước vi phạm quảng cáo trong các clip xấu độc. Tuy nhiên, đa số doanh nghiệp khi nhận cảnh báo đều rất bất ngờ, do Google và YouTube hiện đều có chức năng mua thẳng quảng cáo, không qua đại lý pháp nhân ở Việt Nam, thanh toán qua thẻ tín dụng. Chính quyền Việt Nam cho rằng đây là hoạt động vi phạm pháp luật và nhà nước không thu được bất kỳ đồng thuế nào trên doanh thu từ những hoạt động này. Nhà báo Ngô Nhật Đăng nhận định. Đấy, chúng ta đã thấy một sự mâu thuẫn, tức là những làm thế nào là độc hại mà không có những cái tiêu chí cụ thể. Vì chúng ta đều biết là các thiên chức của nhà báo, dư luận xã hội đều là phải phản biện mà để đưa cho đất nước khá hơn. Thì cái đối tượng phản biện, tức là như chúng ta nói, đối tượng phản biện phải là chính phủ, những người cầm quyền. Tại vì những chính phủ, những người cầm quyền thì nó có thể tác động với từng đất nước. Thì cái đó mới là cái đối tượng phản biện. Thì đáng lẽ nhà nước phải suy nghĩ rằng mình ở một cái vị trí nắm vận mệnh của quốc gia, nắm vận mệnh dân tộc, thì phải lắng nghe những kiến phản biện, trong khi lại bóp nhanh những ý kiến để không cho phép mà động chạm đến đó và coi những cái thứ độc hại. Thì chúng ta thấy rằng là cái việc đó sẽ không giúp gì cho đất nước, và tình hình đất nước sẽ càng tăm tối hơn mà thôi. Theo anh Lã Việt Dũng, họ không thích bất cứ một ai nói trái ý họ. Họ không thích bất cứ một ai đưa thông tin mà họ đã giấu nhẹm bao nhiêu năm nay. Điều đó phản ánh sự sợ hãi của họ. Khắc chế chính quyền, hay còn được gọi là tà quyền. Chính quyền mà gian trá thì luôn luôn sợ sự thật. Phát biểu tại buổi làm việc hôm 25 tháng 6, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng doanh nghiệp muốn thịnh vượng lâu dài phải song hành cùng với sự thịnh vượng của đất nước. Các doanh nghiệp dù trong nước hay nước ngoài đều phải tuân thủ luật pháp, thượng tôn pháp luật của nước sở tại. Anh Lã Việt Dũng nhận định. Doanh nghiệp muốn thịnh vượng thì phải thịnh vượng cùng đất nước, thì ông đang nói là vấn đề là sai. Vì vấn đề là nếu mà một đất nước thì khi doanh nghiệp thịnh vượng thì bây giờ đất nước cũng bị thịnh vượng. Mà ông đang nói vấn đề ở đây là ông đang nói là doanh nghiệp muốn thịnh vượng thì phải để cho Đảng Cộng sản cũng thịnh vượng. Ông đang đánh cháo khái niệm giữa Đảng và đất nước. Rõ ràng rằng là những cái thông tin mà trái chiều ấy thì không làm suy yếu đất nước này, mà nó chỉ làm suy yếu Đảng Cộng sản thôi. Và ông ấy đang đánh trao khái niệm về việc đó. Còn nhà báo Võ Văn Tạo thì cho rằng, thật ra ông Hùng rất khôn ngoan, nói lập lờ chung chung như thế, không nói cụ thể clip độc hại như thế nào, thì làm hại cho đất nước, ai hiểu thế nào cũng được. Ông nói tiếp. Còn những người mà đã theo dõi sát tình hình do ngôn luận tự do báo chí ở Việt Nam thì thấy rằng là ý họ muốn nghiêng, như nó lúc nãy thì nói được ban đầu ấy, là họ nghiêng về cái ý là họ muốn phá, muốn bóc gỡ tất cả những cái clip mà nó có liên quan đến quan điểm chính trị, có tính chất là chỉ trích phê phán những cái yếu kém của cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam, của nhất là của các cái trí thức mà có thường xuyên là hay phản biện ấy, họ nhằm cái đấy là chính. Nhưng ngoài ra thì trong cái câu nói của ông như thế, người ta hiểu rằng là cũng có thể hiểu ra là cái chuyện là ý ông Nguyễn Nam chỉ cả những cái trường hợp mà nó ảnh hưởng đến thần phong mỹ tục này kia, thứ này đúng trên mạng có nhiều cái đâu cũng có không phải tốt đâu, bởi vì nó là xã hội mà mạng xã hội thì thấy nó là xã hội, gần xã hội thì có phải cá nhân nào cũng luôn là những người đàng hoàng, người tốt thôi. Có những người họ đi đạo đức họ suy đồi
thì nhiều lắm, cho nên là quốc gia nào cũng phải có luật hình sự để đứng chịu những cái đó. Thế thì nhưng mà luật anh có phù hợp với các quốc gia văn minh hay không lại là một chuyện khác. À, thế thì ở Việt Nam rất tiếc rằng là nó trong quá trình những năm vừa rồi tôi phải nói thật là vô tư mà nói ấy, thì nhà nước Việt Nam cũng có những chỉnh sửa nhất định trong hệ thống luật lệ. Thì nhìn về văn bản có những cái cải tiến nhất định, nhưng mà quá trình thực hiện thì vẫn còn lạc hậu lắm. Báo cáo minh bạch mới đây của Facebook cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2018, số nội dung bị giới hạn từ Việt Nam đã tăng hơn 500% so với 6 tháng trước. Nguyên nhân là do Việt Nam thắt chặt kiểm soát nội dung trên các trang mạng xã hội. Năm 2018, Quốc hội Việt Nam đã thông qua luật an ninh mạng gây nhiều tranh cãi. Chính phủ Việt Nam hy vọng luật mới sẽ giúp bảo đảm an toàn an ninh mạng cho Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều tổ chức quốc tế cho rằng luật an ninh mạng nhằm ngăn cản các tiếng nói phản biện tại Việt Nam. Tại buổi gặp gỡ với cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin phía Nam do Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 15 tháng 7 năm 2019, ông Nguyễn Mạnh Hùng nói: "Đã đến lúc chúng ta phải viết một mạng xã hội mới, công cụ tìm kiếm mới, nhân văn hơn, coi trọng khách hàng hơn và đưa người dùng làm chủ thể." Ông Hùng cho rằng: "Tại sao không nghĩ đến việc tạo ra mạng xã hội mới thay Facebook, vì triết lý của Facebook giờ không còn phù hợp với thế giới nữa?" Đối với công cụ tìm kiếm thì vị Bộ trưởng Thông tin Truyền thông gợi ý cần công cụ tìm kiếm mới thay thế. Vì công cụ hiện nay khi tìm một thông tin sẽ có hàng trăm nghìn câu trả lời khác nhau. Tuy nhiên theo ông Hùng, trong số các đáp án cần một câu trả lời có độ tin cậy để dùng được, nhất là những người không có chuyên môn. Liệu Việt Nam có đủ khả năng thực hiện như ý ông Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia công nghệ thông tin Hoàng Ngọc Diêu từ Sydney, Úc, khi trao đổi với Đài Cho Tự Do hôm 16 tháng 7 nhận định? Nói về cái mặt mà cơ sở hạ tầng, cái infrastructure cũng như về cái chuyện gọi là cái nguồn tài chính, thì Việt Nam không bao giờ có thể hình thành một cái tương tự như Google hay Facebook được. Tại vì Google nó mất mấy mươi năm và nó bỏ một cái nguồn vốn rất là khủng khiếp để mà nó tiếp tục nó xây dựng. Facebook cũng vậy. Và nói về cái mặt mà gọi là tài sản của Google, một mình Google tài sản của nó còn hơn cả cái tài sản của nước Việt Nam nữa, cái hơn cả luôn cái GDP của Việt Nam, thì hỏi làm sao mà Việt Nam mà nó có cái nguồn tài chính hay là cái gì để mà nó làm một cái thứ tương tự như vậy được. Chuyên gia Hoàng Ngọc Diêu cho rằng điều ông Hùng nói chỉ là một giấc mơ hão huyền. Một lãnh đạo ngành mà nói như vậy thì có khi chỉ là thói quen bồng lơ khoác lác chứ chẳng bao giờ là sự thật. Tuy nhiên ông Diêu cũng cho rằng nếu nhìn một cách tích cực thì câu nói của Bộ trưởng Hùng có thể là một dạng khích lệ cho lớp trẻ Việt Nam mơ về một thứ hoài bão gì đó. Tuy nhiên, khi trao đổi với Đài Cho Tự Do từ Hà Nội hôm 16 tháng 7, ông Nguyễn Tử Quảng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ BKV cho rằng về mặt công nghệ, Việt Nam hoàn toàn có khả năng để làm mạng xã hội, công cụ tìm kiếm thay thế Facebook, Google. Tuy nhiên, ông nói tiếp. Tuy nhiên thì mặt phát triển thị trường thì cần phải rất là nỗ lực thì mới có thể thay thế như vậy. Hiện nay thì tôi đang thấy là có hai xu hướng. Một xu hướng thì các công ty họ sẽ vào một cái thị trường ngách, tức là họ tìm một cái điểm mới cũng theo phương thức là mạng xã hội, nhưng là họ sẽ tìm vào một cái thị trường ngách nó khác với lại Facebook. Đấy, ví dụ như là họ có thể là vào cái thị trường là họ sử dụng video làm cái chủ thể của cái mạng xã hội đấy, thay vì là các cái bài post. Và cũng có thể cái điều đó thành công thì nó cũng là một phần nào cạnh tranh với lại Facebook. Thế một xu hướng thứ hai thì là có thể thay thế hoàn toàn Facebook. Và tôi nghĩ là cái công cuộc này chắc chắn là có rất nhiều cái khó khăn, nhưng tuy nhiên là không phải là không thể. Đây không phải là lần đầu tiên một ông Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam đòi làm mạng xã hội mới, thay thế Facebook và Google. Hồi tháng 9 năm ngoái, khi còn giữ chức quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã từng bày tỏ mong muốn phát triển mạng xã hội Made in Việt Nam để đàm phán và buộc Facebook, Google tuân thủ pháp luật Việt Nam. Không ngờ vào ngày 10 tháng 6 năm 2019, một mạng xã hội Made in Việt Nam mới toanh đã được ra đời mang tên HaHaLoLo. Tại buổi ra mắt ở Sài Gòn, vị đại diện HaHaLoLo cho biết, mạng xã hội này không dùng ngân sách nhà nước, không dùng tiền thuế của dân, đặt tham vọng 2 tỷ người dùng trong 5 năm tới, đồng thời sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ. Liệu HaHaLoLo có như lời vị đại diện này nói,
hay tiếp tục rơi vào vết xe đổ như các mạng xã hội Việt Nam trước đây từng tuyên bố trong 6 tháng sẽ đánh bật Facebook ra khỏi thị trường Việt Nam, thì đều đã chết yểu từ lâu lắm rồi, như Jinmi, Go.vn, Tầmtay.vn hay BizTime của CEO 7X Vũ Văn Anh, v.v. Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Lâm Thanh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam, đưa ra nhận định với Đài Á Châu Tự Do hôm 16 tháng 7 năm 2019. Anh nghĩ là cái kỳ làm về ứng dụng như thế thì bây giờ công cụ về mọi thứ về kỹ thuật thì cũng không có cái gì khó, nhưng mà vấn đề ở chỗ là không có người dùng. Thế thì cái quyền làm một cái sản phẩm để cạnh tranh thì anh nghĩ là mọi người nó cũng là bình thường, có nhiều doanh nghiệp cũng có thể để vào để làm. Nhưng còn cái kết quả để mà có được những kết quả, có được người sử dụng thực sự ấy, thì cũng không phải trước được, rất là khó. Theo ông Nguyễn Tử Quảng, không dễ dàng có sự ủng hộ của người dân, vì hiện nay rất nhiều người họ đang sử dụng Facebook rất quen thuộc. Việc chuyển sang một hệ thống khác không phải là dễ dàng, ông nói tiếp. Thì cũng giống như là một số cái nước họ có nền công nghệ phát triển, chẳng hạn như là Trung Quốc hay là Hàn Quốc ấy, thì họ nếu họ làm đúng cách thì vẫn có thể có những cái đối thủ nặng ký với lại Facebook, đặc biệt là như Hàn Quốc. Ở Trung Quốc thì họ dùng cái chính sách để là chặn các cái... Ví dụ chặn Facebook chẳng hạn thì rõ ràng là cái điều kiện đấy là dễ nhất rồi, nhưng tôi không nghĩ là Việt Nam sẽ có cái việc đấy. Cũng tại buổi gặp gỡ với cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin phía Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng thế giới cần cách tiếp cận mới về mạng xã hội. Theo ông, người dùng phải được chia sẻ giá trị mà mạng xã hội đó tạo ra. Người dùng phải được tham gia quyết định luật chơi và được bảo vệ trên đó. Mạng xã hội là một xã hội nên các giá trị đạo đức căn bản của con người cần được tôn trọng và phải tuân thủ luật pháp của các quốc gia. Có lẽ đó chính là điều ông Hùng mong muốn và cũng là điều lãnh đạo Việt Nam cần. Điển hình là Việt Nam đã từng yêu cầu Facebook và YouTube gỡ bỏ hàng ngàn clip và hàng trăm tài khoản bôi nhọ lãnh đạo, tuyên truyền chống phá đảng, nhà nước. Ngoài ra, năm 2018, Quốc hội Việt Nam đã thông qua luật an ninh mạng gây nhiều tranh cãi. Chính phủ Việt Nam hy vọng luật mới sẽ giúp bảo đảm an toàn an ninh mạng cho Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng luật này nhằm đàn áp tự do ngôn luận trên không gian mạng xã hội nói chung. Được biết sắp tới, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng sẽ tạm dừng cấp phép các trang thông tin điện tử trong cả nước nhằm tăng cường quản lý siết chặt nội dung đăng tải. Trong khi đó, Ban Tuyên giáo Trung ương hôm 11 tháng 6 năm 2019 cũng cho ra mắt hệ thống mạng xã hội VCNet, được chính quyền cho là nỗ lực gần gũi dân theo phương châm tuyên giáo đi trước, đi cùng, tương tác với dân, v.v. Tuy nhiên, dư luận khi đó lại nghi ngờ VCNet có thể là kế sách để tăng cường kiểm soát mạng xã hội. Trở lại với ý tưởng Việt Nam nên làm mạng xã hội công cụ tìm kiếm thay Facebook, Google của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia công nghệ thông tin Hoàng Ngọc Dư cho rằng ý đồ gia tăng kiểm soát mạng xã hội cũng là một khả năng. Ông nói tiếp. Cái này cũng là một những cái khả năng, tại vì đây không phải là cái lần đầu tiên một những cái ông cán bộ cấp cao ổng tuyên bố hoặc là ổng đề nghị hoặc là ổng phát biểu như vậy. Trước giờ ở Việt Nam đã có nhiều cái thử nghiệm, nhiều cái cố gắng muốn hình thành một cái gọi là mạng xã hội và mong rằng là thay thế. Thì thực sự mình thấy những cái thứ giống như Zalo rồi nó cũng đã khá phổ biến ở trên đất nước Việt Nam rồi. Nhưng mà nó vẫn không có thể nào mà nó thay thế được Facebook. Tại vì người dân họ dùng một thời gian, họ chia sẻ rồi họ liên lạc với nhau, họ mới cảm thấy là ủa, hình như là nó vẫn có một cái khuôn khổ gì đó, một cái gì hạn hẹp. Thì họ muốn vươn ra bên ngoài hơn. Thì cái giá trị của cái chuyện mà để cho họ vươn ra bên ngoài là cái nó không có thể thay thế được đó, và cái ý đồ là họ muốn kéo người dân vô trong một cái khung nào đó để mà họ dễ dàng họ kiểm soát thôi. Đồng quan điểm với chuyên gia Ngọc Diêu, tiến sĩ Nguyễn Quang A kết luận hiện nhà cầm quyền cũng đã có quá nhiều các công cụ để kiểm soát, bởi vì dữ liệu của các mạng xã hội hiện tại đều nằm trong tay chính quyền.